Xin mến chào quý vị và các bạn. Cũng rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Lời nói đầu tiên thì cũng cảm ơn các anh các chú đã ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua và mong rằng các anh các chú tiếp tục ủng hộ. Hôm nay mình đến cái chỗ quen thuộc là chỗ quận Cái Răng, quận phố Cần Thơ để ghi hình chỗ Kiệt á, có giao lưu thì chúng ta vào bên trong gặp Kiệt nha các bạn. Xin mời. Rồi chào Kiệt ơi. Chào toàn thể cô bác anh chị trên cả nước nha cô bác anh chị. Rồi. Dạ, trước tiên là nói đầu tiên em cũng xin chúc cô bác anh chị một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc, nhiều sức khỏe nha cô bác anh chị. Rồi. Dạ, hôm nay em có gửi đến cho cô bác anh chị là gồm hai clip, một clip là phôi mai vàng. Rồi. Và một clip là phôi trang. Rồi. Dạ. Phôi mai vàng này mình dự định là bao nhiêu phôi ạ? Dạ tầm khoảng 16, 17 phôi đó. 16, 17 phôi. Rồi như vậy là số 1 nha mấy anh. Dạ cái số 1 này là cây mai tứ quý nha cô bác anh chị. Tứ quý. Dạ cây tứ quý này á, thì nó có tuổi đời là tầm khoảng 40 trên 40 năm nha cô bác anh chị. Nó nằm ở trong một cái lu lớn cô bác anh chị. Đây bộ đế của nó đây, em không có làm đế ra nữa nha. Làm ra nó dữ lắm bộ đế. Rồi. Dạ, công việc nhiều quá làm không sể cô bác anh chị ơi. Đây bộ đế nó lực lắm nha cô bác anh chị. Một ôm của em là coi như là cô bác anh chị thấy rồi đó. Rồi. Chi cành này nó có đầy đủ hết trơn nghe cô bác anh chị. Về là cô bác anh chị muốn ghép thì ghép, muốn để ghim thì ghim nghe cô bác anh chị. Nó mạnh khỏe lắm, nó lên tược hết rồi nghe cô bác anh chị. Rồi. Em mới có về mới có mấy ngày nó lên tược rồi. Dạ. Cái bộ đế nó lực lắm nghe, nó có cái phong nó là dáng siêu nghe cô bác anh chị. Siêu. Dạ. Rồi xoay tròn vòng luôn. Đế đặt luôn nghe cô bác anh chị ơi. Ở trong nó là đế không nghe, chứ nó không phải trong, nó không phải là đất nghe, đế không đó. Đế không. Dạ. Này nó nằm ở trong lu nghe cô bác anh chị. Trong lu luôn. Dạ. Rồi mã số 1 này mình cho thông số của số 1 này đi Kiệt ơi. Thì vừa xin sơ xuất chút xíu là xin số điện thoại á, mình cho số điện thoại. Dạ. Cái đây rồi mình đo. Cái số điện thoại của em là 0918864850 nghe cô bác anh chị. Rồi, có để trên màn hình nha mấy anh, bên trái á. Rồi cái này là cái thông số của cây này là 28 nghe cô bác anh chị. Rồi, ngay cái eo nghe cô bác anh chị. Ngay cái eo ha. Rồi bây giờ em đo okay. Cái cũ nha, cái cũ thôi chứ chưa đo cái đế nha. Cái cũ đó là 53 nha cô bác anh chị. Rồi 53, ok. Cái dòng đế của nó là dữ lắm cô bác anh chị. Nhỏ mà nó hay lắm. 106 cô bác anh chị ơi. Rồi 106. Dạ. Chiều cao. Cao. Từ một bầu lên là nó 56 nha cô bác anh chị. 56 luôn. Rồi đem đo cái dòng bầu này để biết đường vô chậu. Chậu cái này mấy? Là 5 tấc nha cô bác anh chị. Chậu 5 tấc. Cái này 5 tấc mình vô là chậu 7 nha cô bác anh chị. Rồi chậu 7 tấc luôn. Dạ. Xin lỗi cô bác anh chị. Xin lỗi chút xíu nha mấy anh. Yeah. Rồi như vậy là mình cho giá của em số 1 luôn ạ. Dạ cái số 1 này em giao lưu với cô bác anh chị là giá 5 triệu em bao ship toàn quốc luôn nghe. Toàn quốc luôn. Rồi toàn quốc luôn. Dạ cái cây này nó hay, nó đẹp cây lắm nha cô bác anh chị. Cây số 1. Mã số 1 nha mấy anh ơi. Xuống rồi phụ đổi mấy anh ơi, số 2 lên nè. Rồi số 2 lên. Đây, cây số 2 nó có bộ đế đặt luôn nghe cô bác anh chị. Nó có dáng bài nghe cô bác anh chị. Rồi. Đây. Nhắc lại với các anh là mã số 2. Dạ, cây số 2 này bộ đế là nói chung là ok nghe các bác anh chị. Bộ đế nó cũng khéo lắm các bác anh chị ơi. Dạ. Rồi em cho các bác anh chị thông số. Rồi, thông số em số 2 luôn. Em đo là xích ở trên không nghe các bác anh chị, em không đo dưới nha. Hơn 21 tính 21 thôi nghe các bác anh chị. Rồi. Rồi cái cũ, cũ 45 nghe cô bác anh chị. Rồi 45 rồi. Bộ đế là 80 nghe cô bác anh chị. 80 luôn. Rồi, dạ. 80. Cái này là 35 mình vô chậu 4 nghe cô bác anh chị. Rồi. Rồi cái cây này em giao lưu với chưa chiều cao không? Chiều cao một cái. Chiều cao 38 nghe cô bác anh chị. Chiều cao 38 mấy anh ơi. Dạ. Rồi cho xin dòng nhẹ lên báo giá. Rồi mình báo giá của em số 2 luôn. Dạ em số 2 này có giá là 1.500.000 nghe cô bác anh chị. 1.500.000 phí ship tính sao? Dạ em bao ship toàn quốc nghe cô bác anh chị. Rồi. Rồi phụ đổi mấy anh ơi. Rồi cảm ơn mấy anh nhiều. Rồi số 2 xuống số 3 lên. Rồi mã số 3 nha mấy anh. Số 3 luôn. Rồi, số 3. Cái số 3 này cũng là có bộ đế quái luôn nghe cô bác anh chị. Nó một cục luôn nghe cô bác anh chị.
Rồi xin tròn vòng luôn. Tròn vòng luôn, đúng rồi. Đấy lực lắm nghe các bác anh chị. Khỏe cây của anh chị ơi. Dạ. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Nhắc lại với các anh là mã số 3 và số điện thoại bằng kiệt mình có để bên góc trái màn hình. Dạ. Cây này nó có dáng lắc lượng nghe các bác anh chị. Nó lắc qua nó hồi đầu lại nhẹ nghe các bác anh chị. Cái này thì nói chung ra nó già, cây nó có một lớp da khác rồi. Lớp da này nó bị xước nè các bác anh chị. Ở nhà dục đồ cấn á. Rồi bây giờ nó tạo một lớp da khác rồi. Rồi. Dạ, yên tâm cái này không có vấn đề gì. Rồi, cho thông số em số 3 luôn. Rồi, nhiêu đây? 22 nghe cô bác anh chị. Rồi, 22 mấy anh ơi. Chiều cao 46 nghe cô bác anh chị. Rồi. Rồi, em đo cái cũ nó luôn đi cô bác anh chị. Tại này nó có được cái nó đẹp nó cái cũ. 54, 54 nghe cô bác anh chị. Rồi, 54. Cái dòng đế này thì nó là 80 nghe các anh chị. 80 mấy anh ơi. Mình vô chậu 5 nghe các anh chị. Rồi. Dạ. Rồi cái này em giao lưu với các anh chị là 2 triệu 500 ngàn nghe các anh chị. 2 triệu 500 ngàn mấy anh ơi. Cái số 3. Số 3. Dạ 2 triệu 500. Rồi phụ đổi mấy anh ơi. Dạ. Rồi phụ đổi, phụ đổi. Rồi số 3, số 4 lên. Cái số 4 này nó cũng có cái đế quái nha các anh chị. Rồi, cho xin tròn vòng luôn. Cái này thì cái clip trước em cũng có đăng rồi nhưng mà thất lạc số của khách thì mình không có giao lưu được nghe các anh chị. Thành ra hôm nay em giao lưu lại. Rồi, mình nói rõ là mã số 4 nha mấy anh. Dạ, mã số 4. Nó có cái thân lắc lượng thú hồi đầu nghe các anh chị. Cây này khỏe cây lắm nghe các anh chị. Mã số 4. Rồi mình cho thông số của em này luôn, số 4. Nhiêu đây? Đâu rồi? 28 nghe các bác anh chị. Rồi 28 anh ơi. Chiều đế cao. Đế nó lên là 32 nghe các bác anh chị, đế từ đế dưới lên á, còn chiều cao của nó là 53 nghe các bác anh chị. 53. Rồi mình đo cái dòng bầu của dòng đế nó luôn. 70 của anh chị ơi. Rồi 70 mấy anh ơi. Cái này mình vô chậu 4 nghe các anh chị, chậu 5 nghe các anh chị. Chậu số 5 nha mấy anh. Dạ. Rồi mình báo giá em này nhiêu đây, số 4. Dạ cái số 4 này em có báo giá với cô bác anh chị là 3 triệu 500 ngàn nghe các anh chị. 3 triệu 500 ngàn. Dạ, cái số 4. Rồi số 4 phụ đổi mấy anh ơi. Rồi số 5. Rồi xin kiệt cho số điện thoại lại. Dạ số điện thoại của em là 0918 864 880 nghe các anh chị. Đây cũng là số Zalo em luôn nghe các anh chị. Rồi mình có để bên góc trái màn hình. Cây này là cây số 5 rồi. Số 5. Dạ cây số 5. Số 5. Rồi cây này nó có dáng siêu siêu nghe các anh chị. Rồi. Đế lực nghe các anh chị. Phí ship, chương trình phí ship mình sao ạ? Dạ chương trình phí ship hôm nay là em bao ship toàn quốc cho các anh chị. Rồi ok, cảm ơn. Dạ. Rồi thông số luôn. 25 nghe các anh chị. Rồi 25 anh ơi. Chiều cao 40 nghe các anh chị. Chiều cao 40, rồi. Quần đế là 85 các anh chị ơi. 85 anh ơi, 85. Rồi cái này mình vô chậu 5 luôn nha các anh chị. Chậu 5 anh ơi. Rồi cái cây này em giao lưu với các anh chị là 1 triệu 200 ngàn nha các anh chị. 1 triệu 200 ngàn phí ship miễn phí. Dạ bao phí ship toàn quốc 1 triệu 200 ngàn. Rồi 1 triệu 200 ngàn phụ đổi mấy anh ơi. Rồi số 6. Rồi số 6 mấy anh ơi. Số 6 này nó có xù nha các anh chị. Xù. Dạ đây xù, xù hết cái thân nữa đây các anh chị. Xù đây. Rồi nghe cái tay chỉ ha. Dạ dạ, được đây, được đây. Dạ xù kéo xuống đây. Kéo dài xuống, năm sau nữa có thể nó xù hết luôn các anh chị ơi. Cây này nó đang khỏe cây sung lắm các anh chị. Rồi. Nó có dáng bay nghe các anh chị. Dáng bay. Đế cũng lực nghe các anh chị nhưng mà nó hơi thiếu một hai cọng bên đây. Thường xù thì đế nó yếu lắm các anh chị ơi. Dạ. Đây. Các anh chị nào thích dáng bay là cây này về chơi là ok nghe các anh chị. Đặc biệt là có xù, vậy là mã số 6 phải không ạ? Dạ, mã số 6. Mã số 6. Mã số 6. Rồi, mã số 6 cho thông số của em này luôn.
Này em đo dòng thân nha các anh chị. 29 nha các anh chị. Rồi 29. Dạ. Em đo cái thân trên của nó luôn các anh chị. Nó vót ngọn lên cũng 29 luôn nha các anh chị. Rồi tiếp tục 29. Rồi chiều cao của cái thân nó là 59 các anh chị ơi. Rồi 59 mấy anh ơi. Dạ. Đó cái dòng đế này, cái cộng đế này tại nó chảy dài, nó có cái hình dài chân nha các anh chị. Rồi 77 các anh chị ơi. Rồi 77 mấy anh ơi. Chậu số mấy đây? Rồi mấy cái này tất? Mình vô chậu 5 luôn nghe các anh chị. Rồi chậu 5 tất. Dạ. Rồi, rồi cái này bán. Em giao lưu với các anh chị là giá là 2 triệu chẳng luôn các anh chị ơi. Rồi 2 triệu chẳng mấy anh ơi, mã số 6. Dạ. 2 triệu chẳng. Em bao ship toàn quốc nghe các anh chị. Rồi phụ đổi mấy anh ơi. Rồi lên luôn. Lên cây nhỏ nó đi chút xíu lên lên. Rồi, cây này là mã số 7 nha mấy anh. Rồi cây mã số 7. Mã số 7. Cái này có dán trực kia các anh chị. Rồi tròn vòng luôn anh kia coi. Tròn vòng luôn. Cái đế nó lực kia các anh chị. Dạ. Đế nó cộng to to không các anh chị ơi. Khỏe cây. Lời với các anh là mã số 7 nha mấy anh. Dạ. Rồi thông số của em này luôn. Cho các anh chị cái thông số. Thông số nó là gần 30, mình tính 29 thôi nghe các anh chị ơi. Rồi ok. Chiều cao 46 nha cô anh chị. Chiều cao 46. Cái hoành đế là 70 cô anh chị ơi. Rồi 70 mấy anh ơi. Rồi cái này mình cũng vô chậu 5 luôn nghe cô anh chị. Rồi chậu 5 tất nha mấy anh. Rồi cái này em giao lưu với cô anh chị là 1 triệu 200 ngàn nha cô anh chị. Rồi 1 triệu 200 ngàn mấy anh ơi. Phụ đổi luôn mấy anh ơi. Dạ dạ cảm ơn. Lên cái cây đó luôn. Lên cái đó luôn. Cái này là mình số mấy? Cây số 7. Rồi số 8 nè mấy anh ơi. Rồi, cái này, cái số, rồi số 8 nha mấy anh. Cái số 8 này nó cái đế lực mà nó có cái dáng bay nha các anh chị. Rồi xin tròn vòng luôn. Rồi số 8 nha mấy anh. Cây này khỏe cây lắm nghe các anh chị. Nhắc lại với các anh là mã số 8. Em chừa những cái chi này lại cho các anh chị. Thí dụ có hợp với mình phong cách mình chơi thì mình xài, còn không mình cắt bỏ bình thường nha các anh chị. Rồi xây luôn. Đế lực nghe các anh chị. Cộng đế chạy dài dữ lắm nha. Đây còn cái đế lót nằm dưới này nghe các anh chị. Cộng đế bự lắm. Dạ. Rồi cây này có mã số 8 nha mấy anh. Dạ. Xin nhắc lại rồi thông số luôn. Đây qua đây coi. Qua đây coi nhiều. Rồi hình như là 33. 32 thôi. 32 thôi. Dạ 32. Rồi, okay. 32. Rồi chiều. Rồi chiều dài là 85 nghe các anh chị. Rồi 85 mấy anh ơi. 85. Cái hoành đế là 120. Rồi 120. Chậu mấy này? Chậu mấy tất? Rồi cái này mình vô chậu 6 nha các anh chị. Rồi chậu số 6 mấy anh ơi. Cái cây số 8 này em giao lưu với cô bác anh chị là 2 triệu 500 ngàn nha các anh chị. 2 triệu 500 ngàn mã số 8. Phí ship xin chào ạ. Dạ phí ship em bao ship toàn quốc cho cô bác anh chị nha cô bác anh chị. Rồi số 8 2 triệu rưỡi mấy anh ơi. Rồi phụ đổi luôn số 9 lên. Rồi các anh em chờ trong giây lát. Số 9 lên. Rồi cái số 9 nó có bộ đế lực lắm nghe cô bác anh chị ơi. Rồi cho tròn vòng luôn mã số 9. Dạ. Cây này già cây lâu năm lắm cô bác anh chị. Ba mấy 40 năm nó có một tí xíu đó. Đủ đấy, cái nào cũng lấy lớn lớn không nghe các anh chị. Nó có cái dáng gọi là cái dáng song thụ nha các anh chị. Các anh chị nào thích thì về mình tạo phong khác, còn em thì để cho khách tự về tạo phong không, chứ em không muốn tạo theo ý của em. Rồi, ok, đúng rồi. Nhắc lại các anh là mã số 9 nha mấy anh. Có bộ đế lực nghe các anh chị. Rồi, thông số số 9 luôn. Rồi kéo lại một cái rồi. 36 nghe các anh chị ơi. Rồi 36 anh ơi. Chiều cao. Chiều cao 89 nghe các anh chị. Rồi 89 luôn. Rồi dòng đế luôn. Đế này nó ôm hết cái bầu nghe các anh chị. Rồi hết luôn. 130 thôi. Rồi 130. Dạ. Rồi cái bầu này là mình vô chậu này. Chậu số mấy? Mình vô chậu 7 nha các anh chị. Rồi chậu 7 mấy anh ơi. Dạ.
Rồi báo giá số 9 luôn kìa. Dạ cây số 9 này em giao lưu với cô bác anh chị là 5 triệu 500 ngàn nghe cô bác anh chị. 5 triệu rưỡi. Dạ. Phí ship. Dạ. Dạ em bao ship toàn quốc nghe cô bác anh chị. Rồi 5 triệu rưỡi mã số 9 nha mấy anh. Dạ. Rồi cho mã số 9. Rồi phụ đổi mấy anh ơi, số 10 lên. Rồi số 10 lên mấy anh ơi. Số 10 làm nào? Có cần gì giờ lại gần không? Rồi số 10 này lực nè. Cái số 10 này nó già lắm nghe cô bác anh chị. Em cũng mới công việc nhiều quá, em cũng mới cắt đẻo chút xíu, em chưa có dọn dẹp cái màu đó, cô bác anh chị thông cảm. Rồi cho tròn vòng luôn. Nó nu hết rồi nghe cô bác anh chị. Nó nu nó xù rồi nghe cô bác anh chị. Đây xù đây nghe cô bác anh chị. Đây xù nách lên, nó đang lên xù hết rồi cô bác anh chị ơi. Già cây lắm. Rồi nghe cái tay ha. Dạ, xù đây. Đây xù hết rồi. Đây cũng xù luôn. Xù luôn. Dạ. Nói chung là xù 50% của bác anh chị. Cây này cái đế nó lực lắm nghe cô bác anh chị. Cái bộ đế nó dữ lắm cái bộ đế. Rồi nhắc lại các anh là mã số 10 nha mấy anh. Đây là mã số 10. Mã số 10. Rồi cho thông số của em số 10 này luôn. Bây giờ em đo cái vòng cổ thôi nghe cô bác anh chị. Rồi cổ luôn. Ấy dạ. Rồi 39 nghe các bác anh chị. Rồi 39 mấy anh ơi. Rồi em đo cái thân của cái cũ của nó nghe các bác anh chị. 66 nghe các bác anh chị. Rồi 66 mấy anh ơi. Rồi nhiêu đây? 1.4 của bác anh chị ơi. Rồi 1.4. Cái này mình vô chậu một thước nha các bác anh chị. Rồi một thước luôn. Chiều cao của em. Chiều cao của em nó 77 nha các bác anh chị. Rồi 77 luôn. Cái này nó đang nổi nha, 77 là nổi hết nha. Dạ. Cái này em giao lưu với cô bác anh chị là 12 triệu nha các bác anh chị. Mã số 10 phải không ạ? Dạ mã số 10 anh. Rồi 12 triệu mấy anh ơi. 12 triệu chẳng nha các bác anh chị. Mã rồi. Rồi phụ đổi mấy anh ơi. Rồi 11 lên mấy anh ơi. Rồi về gần gần đi. Rồi 11 lên. Mã số 11. Mấy anh chờ trong giây lát thông cảm giùm. Rồi mã số 11. Rồi bộ đế cái mã số 11 này có bộ đế lực lắm nghe cô bác anh chị. Đế lực luôn. Rồi mã số 11 mấy anh ơi. Bộ đế nó chạy đều 24 giờ luôn nghe cô bác anh chị. Nó cắm đều lắm nghe cô bác anh chị. Một cục nó nằm dưới này nè, em không có môi nữa. Rồi môi nữa nó lồi lên cho tròn vòng luôn. Đẹp lắm. Này 24 giờ nghe các anh chị, bộ đế nghe các anh chị. Mã số 11 nha mấy anh. Dạ, nó có dán trực chi cành nó có đủ nghe các anh chị. Về mình chỉ nuôi chi cành nó ra thôi. Dạ. Nó cũng có miếng xù nghe các anh chị, nó lên xù hết nghe các anh chị. Xù nách hết trơn nghe các anh chị. Đây. Đây xù nghe các anh chị. Rồi, cho thông số của em này luôn. Mã số 11 nha mấy anh. Em đo là em đo dòng em nghe các anh chị, em không có đo cái nào nó nu bự nghe các anh chị. Quan trọng là cây mình đẹp thôi. 42 nghe các anh chị. Rồi 42 mấy anh ơi. Chiều cao. Chiều cao là 84 nghe các anh chị. 84 luôn. Cái dòng đế là hết đế luôn các anh chị ơi. 140 các anh chị ơi. Rồi 140 mấy anh ơi. Chậu máy đây. Vô chậu 8 nghe các anh chị. Chậu 8 tấc. Rồi ok. Rồi mã số 11 phải không ạ? 11 hay 12? Dạ 11 anh. Rồi 11 mấy anh ơi. Rồi mã số 11 này em giao lưu với cô bác anh chị là 6 triệu 500 ngàn các anh chị. 6 triệu 500 ngàn mấy anh ơi. 6 triệu 500 ngàn mã số 11. Số điện thoại của em là 0918 864 880 nghe các anh chị. Rồi. Rồi mã số 11 cho xuống. Rồi cho xuống luôn mấy anh ơi, phụ đổi luôn. Rồi 12 lên. Cho cái 12 cái nhỏ lên. Rồi mã số 12 nha mấy anh. Xin nhắc lại. Dạ cây số 12. Nó có cái dáng bài nghe các anh chị. Đây, đế lực nghe các anh chị.
Mã số 12 nha mấy anh. Cái lực tấm nghe của anh chị. Rồi, thông số của em này luôn, 12 luôn. Mã số 12 nhiêu đây? 31 nghe của anh chị. Rồi, 31. Chiều cao nó cũng kim tốn thôi, nó là 41 nghe của anh chị. Rồi, 41 mấy anh ơi. Bộ đế của nó là 85 nghe của anh chị. Rồi. Chậu mấy? Mình vô chậu 5 nghe của anh chị ơi. Rồi, 5 tấc mấy anh ơi. 12 này báo giá luôn. Dạ, cái 12 này em báo giá cho các anh chị là giá 1.300.000 nha các anh chị. 1.300.000 nha mấy anh. 1.300.000. Em bao ship toàn quốc các anh chị ơi. 1.300.000. Rồi, phụ đổi mấy anh ơi. Cảm ơn mấy anh rất nhiều, phụ đổi luôn. Lên cho lớn luôn. Rồi, 13. Mã số 13 mấy anh ơi. Ba người khiêng phụ luôn. Ơ, từ. Rồi, mã số 13. Số 13 này nó cũng là lên xù luôn rồi nghe các bác anh chị. Có xù luôn. Có xù nghe các bác anh chị. Vừa xây dạ, vừa nó luôn. Các bác anh chị ơi, 40 năm đó các bác anh chị. Mã số 13 nha mấy anh. Ở đây thì nó có một cái thẹo ở đây thì tụi em xử lý keo hết nghe các bác anh chị. Yên tâm, không có ảnh hưởng đến cây mình đâu. Ngay chỗ này. Dạ, đang ngay chỗ này. Dạ. Nó có một cái thẹo thôi chứ không có gì. Đế lực đúng nghe các bác anh chị. Bộ đế đặt một cục luôn nghe các bác anh chị ơi. Ở đây là nó đặt sạch hết luôn. Cây này lực lắm cây. Nhắc lại với các anh là mã số 13 nha mấy anh. Rồi, ở trên thân này có gì hay không bằng Kiệt giới thiệu luôn. Dạ, nói chung là nó lên xù nghe hết luôn nghe, cái nách nó hết rồi nghe các anh chị. Chứng tỏ là nó già theo năm tháng nó mới gì các anh chị ơi. Đó. Nhưng mà cái cây này thì thường thì nó gọi là cây mai nhũ nghe các anh chị. Rồi. Cái mai nhũ. Nó tọt lên là nó có cái nhũ nó ra như thế này, nó u chỗ này. Rồi. Y nhũ một người phụ nữ. Nó đặc biệt là như vậy. Thì theo phong cách của mỗi khách chơi như thế nào thôi. Chứ cây này thì nói chung ra nó em thấy nó cũng được lắm, đẹp lắm. Rồi, ok. Rồi em cho các bác cho cái thông số luôn. Cái thông số của nó là 53 nghe các bác anh chị. Rồi, 53 mấy anh ơi, 53. Chiều cao. Chiều cao là 99 nghe các bác anh chị. 99 luôn nha mấy anh. Dạ. Rồi, ok luôn. Cái dòng đế nó là hết dây của anh chị ơi. Có dòng đế nó là nó dính hết bầu của anh chị ơi. Hết bầu luôn mấy anh ơi. Hết bầu mà không đủ dây nghe các anh chị. Nó tầm khoảng 160 của anh chị ơi. 160. Cái này mình vô chậu một thước đi các anh chị. Rồi, chậu 1 dạ. mét. Rồi, cây này là cây số 13 thì phải á. Số 13 không ạ? Rồi, cây số 13. Rồi, mã số 13. Rồi, cây số 13 này em giao lưu với các bác anh chị là 15 triệu nghe các bác anh chị. Rồi, mã số 13 15 triệu mấy anh ơi. Em bao ship toàn quốc nghe các bác anh chị. Rồi, xây luôn, xây luôn. Rồi, phụ đổi luôn mấy anh ơi, 13 xuống 14 lên. Rồi, 14 lên mấy anh ơi. 14, 14. Quá siêu rồi. Cái này là chính thức là xiên luôn. Rồi, cái này đặc biệt có cái cây này là nó là gọi là dảo gai, dảo gin của miền Tây mình nghe cô bác anh chị. À. Dạ, cây này nó hiếm cây nghe cô bác anh chị. Gin luôn nghe cô bác anh chị. Gin luôn. Dạ. Chứ không có ghép dảo gì hết nghe, nó có bộ đế nôm mà bộ đế nôm vắng bay nghe cô bác anh chị. Đây hay lắm nghe cô bác anh chị. Đó. Bộ đế nó đặc sệt ở trong loạn ở trong hay lắm cô bác anh chị ơi. Đế nôm. Dạ. Dáng siêu. Cái thế này là cái thế bay thì theo em bài. Thì cô bác anh chị thích dán bay là ok, còn nếu cô bác anh chị không thích dán bay mình dán trực thì mình nhóng nó lên. Nhóng lên. Mình vẫn trồng được bình thường nha cô bác anh chị. Rồi. Đế nha cô bác anh chị. Ok. Rớt không? Kéo vô. Rồi được. Cái tội nhiều chuyện. Đây cô bác anh chị tham khảo giùm em. Rồi, cho em này thông số luôn, mã số 14. Mã số 14 nha cô bác anh chị. Mã số 14 nha mấy anh. Rồi, em cho cái thông số luôn. Rồi, thông số luôn mấy anh ơi. 14. Trên 21 nhưng mà tính 21 thôi cô bác anh chị ơi. Rồi, 21 mấy anh ơi. Dạ. Rồi, chiều dài cành bay. Từ mặt bầu lên là 122 cô bác anh chị ơi. 122, rồi ok luôn. Đó, cái bầu đế luôn.
93 nghe cô bác anh chị. 93 mấy anh ơi. Rồi. Cái này đặc biệt là dảo rin nha, dảo gai luôn nghe cô bác anh chị. Chậu mấy à? Rồi cái này mình vô chậu 6 nghe cô bác anh chị. Rồi 6 tấc. Rồi mã số 14 này mình báo giá luôn. Đi chưa ta? Rồi mã số 14. Dạ mã số 14 em vô lưu với cô bác anh chị là 3.500.000 nghe cô bác anh chị. 3.500.000 mấy anh ơi. Em bao ship toàn quốc nghe cô bác anh chị. 3.500.000. Rồi phụ đổi mấy anh ơi. 15 lên. Không, không, qua đây đi. Mã số 15. Đây cái 15 mà này đi nốt đi. Mã số 15 mấy anh ơi. Tiếp. Bye luôn, bye tiếp tục bye. Rồi, dắn bay mà nó xù nu nghe các bác anh chị. Rồi, cũng cho xin tròn vòng trước cái đi mình giới thiệu cây nha. Dắn bay xù nu đế lực nghe các bác anh chị. Một đế cắm xuống lực khá lắm nghe các bác anh chị. Rồi, xù hết trơn các bác anh chị ơi. Chậm ra đi. Chung là xù. Có xù ha. Xù hết rồi. Đây qua đây. Em không có trang trí cây lại nha. Cây về vườn sao em làm vậy xù nách hết rồi. Cái này đúng lý là em dứt cây đây nhưng mà em thấy nó chi cành đầy đủ em chừa lại cho cô bác anh chị nha. Rồi, chừa lại. Dạ. Đúng rồi. Cây này già cây lắm rồi cô bác anh chị. Tầm khoảng 3 ngoài năm á cô bác anh chị ơi. Nó có cái bộ đế cắm dưới này như con thú gì nó cắm xuống đây nha. Nó chịu lại cái dáng bay này của mình. Nó không có bị nhóm chân rễ nha cô bác anh chị. Đây, đế lực. Rồi mã số 15 phải không ạ? Mã số 15 của anh chị. Mã số 15. Rồi thông số của em 15 luôn. Rồi 15. 34 nghe các anh chị. Rồi 34 mấy anh ơi. Rồi chiều dài cành bay nhiêu đây? 109 của anh chị ơi. Rồi 109 chiều dài cành bay. Bộ đế nó là 85 đi cô bác anh chị. Rồi 85 bộ đế. Rồi cái này mình vô chậu 6 nha cô bác anh chị. Chậu 6 tấc mấy anh ơi. Rồi em 15 này mình báo giá luôn. Rồi em 15 này nó có dáng xù nghe cô bác anh chị. Cái này 15. Là em giao lưu với cô bác anh chị là giá 3 triệu nghe cô bác anh chị. Rồi 3 triệu đồng chẵn mấy anh ơi. Dạ. Rồi. 15. Rồi phụ đổi 15 xuống 16 lên mấy anh ơi. Rồi 16 lên. Mã số 16. Lấy kia đó đi, kia bự đi. Mã số 16 mấy anh ơi. Rồi cảm ơn mấy anh. Rồi xin tròn vòng luôn. Mã số 16. Mã số 16 này có bộ đế quái nghe các anh chị. Quái mà lực nghe các anh chị. Nó như con thú nó đang ngồi các anh chị. Đặc biệt nó có cục nu rồi nghe các anh chị. Nu rồi nè. Cây này có dáng dáng siêu của bác anh chị ơi. Siêu. Dạ. Em chừa lại ba phong nghe các anh chị. Tam tài nghe các anh chị. Rồi cho thông số của em 16. 16 rồi. Ghi đi, đừng quên. Ghi 16 đây. Rồi nhiêu đây? 36 của bác anh chị ơi. Rồi 36 mấy anh đây. Rồi chiều cao. Chiều cao 53 nghe cô bác anh chị. 53 nha mấy anh. Một 115 cô bác anh chị ơi, dòng đế 115. Rồi ok luôn. Rồi cái này mình vô chậu 6 luôn cô bác anh chị ơi. Chậu số 6 nha mấy anh. Rồi. Cái số 15 này em báo giá 16 cái 16 không? Cái 16 này em báo giá cô bác anh chị là 3.500.000 nha cô bác anh chị. Rồi 3.500.000 mấy anh ơi. Mã số 16. Dạ, số điện thoại của em là 0918 864 880 nghe cô bác anh chị. Em bao ship toàn quốc nghe cô bác anh chị. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Phụ đổi luôn. 16 xuống 17 lên. 17 lấy cái bự trong luôn đi anh Úc ơi. 17 mấy anh ơi. Trời ơi, hai điện quên mê mồi. Rồi 17. Bà xã điện. Rồi xin vòng vòng mấy anh ơi. 17. Đây 17 đây, cây cũng lực lắm nghe các anh chị. Bonsai lùng lực nghe các anh chị. Nhắc lời với các anh là mã số 17 mấy anh ơi. Những cái này thì nó không có đáng kể gì nghe các anh chị. Rồi thì những cái phong cành này về của anh chị thích thì để, không thích thì mình cắt sát vô. Rồi luôn. Cắt sát bỏ này, chừa mấy phong này lại. Rồi mã số 17 nha mấy anh. Dạ đây mã số 17. Cho ghi 17 đi, rồi mình đo thông số luôn. Bữa nay mình quay clip nó mát quá anh Hoài. Sướng gì đâu. Sướng hơn mọi khi hả? Sướng hơn mọi khi của anh chị. Mọi khi là toàn là phơi nắng rồi, bữa nay mát rồi.
có một số khách đến đây cái thông số là 40 nghe cô anh chị. Rồi 40. Cho em nói vài lời trước nghe cô anh chị, có một số khách em lên clip đó. Rồi lại đến chỗ để giao lưu với chỗ của em. Rồi khách cũng nói như thế này nghe, mình cũng thấy mình cũng thích thích. Ủa sao hồi đó mới lên clip mà Kiệt dòm thấy mập quá mà sao bây giờ ốm như giờ Kiệt? Tại phải nắng. Dạ tại vì em đi phục vụ cây cối cho cô bác anh chị, nói chung là nhiều khi cũng bỏ ăn bỏ uống rồi cô bác anh chị ơi. Mới ốm. Cái ta cứ cái khè vậy đó. Rồi như rồi, vậy em là cho cái chiều cao. Chiều cao đi. 54 nghe cô bác anh chị. Rồi 54 rồi. Rồi em đo cái vòng bầu. Hôm nay trời mát mình cười hoài vậy ta. Ngoài lề chút xíu. 145 nghe cô bác anh chị. Rồi ok. Hoành có rồi phải không ạ? À? Hoành nhiêu? Hoành 40. Rồi cho giá luôn. Vui quá cho giá tốt nè. Rồi cái cây này em giao lưu với cô bác anh chị là 3.500.000 luôn nghe cô bác. Rồi, anh chị. Rồi 3.500.000 phí ship làm sao? Dạ em bao ship toàn quốc cô bác anh chị ơi. Rồi phụ đổi mấy anh ơi, phụ đổi. Có cây 17 rồi. Rồi 18. Cây 18 nhỏ đó lên luôn đi anh. 18. Rồi mã số 18 nha mấy anh. Rồi mã số 18 cô bác anh chị ơi, dán trực nghe cô bác anh chị. Đế điều cô bác anh chị ơi. Rồi, này cũng nhanh gọn lẹ thôi, không đế có gì đâu. Giá mềm. Giá mềm luôn. 18. Rồi, mã số 18 nghe cô bác anh chị, giá học sinh luôn cô bác anh chị ơi. Rồi, học sinh báo luôn nè. Khỏi đo. Giờ, khỏi đo giá học sinh này em giao lưu với cô bác anh chị là giá 1 triệu cô bác anh chị ơi. Rồi, 1 triệu chẳng mấy anh ơi. À, em bao ship toàn quốc nghe cô bác anh chị. Mã số 18 nhanh gọn lẹ, nói chung là cho nhanh gọn lẹ luôn. 1 triệu đồng. Em cho cái thông số cho cô bác anh chị đi. Cũng đo chứ, nói gì cũng đo. Đây cô bác anh chị hỏi em không biết đường trả lời. Rồi, thông số của em 29 cô bác anh chị ơi. 29 mấy anh ơi, rồi 36 nghe cô bác anh chị. Rồi 36 mấy anh ơi. 36 lồng địa. Rồi chậu cái này mấy? Mình vô chậu 5 nghe cô bác anh chị. Rồi chậu 5 tấc. Rồi ok. 18 18 này xuống 18 đi. Rồi 19 là em nào? Em nào 19? Lên cây 19 luôn đi. Rồi mã số 19. Rồi mã số 19 nha mấy anh. Cũng là cây dảo gin em mới trồng mới bứng chung một vườn với cây dảo gin dáng bay kia nghe cô bác anh chị. Đây là lá này nó xuống tại vì mình bứng bầu tất nhiên là nó phải xuống nghe cô bác anh chị. Nhưng mà cô bác anh chị yên tâm không có vấn đề gì hết, mình tuốt lá ra là nó tược lại lá non. Không ảnh hưởng đến cây mình nghe cô bác anh chị. Cây là em bán cây là em bao sống nghe cô bác anh chị. Cái này cô bác anh chị để tàn thì cũng được, cái này là mình trồng mình làm giống là ok nghe cô bác anh chị. Dảo gai gin nghe cô bác anh chị, 10 cánh nghe cô bác anh chị, cánh nó to, bông nó to lắm cô bác anh chị ơi. Được cái là nó có một bú xù cô bác anh chị, nó già cây nó mới xù như vậy cơ cô bác anh chị, cái đế nó đế quái lắm cô bác anh chị. À, cây này nó hội tụ nhiều cái nó quý lắm cô bác anh chị, dảo gai gin của miền Tây mình nghe chứ không phải là dảo gai Thủ Đức nghe cô bác anh chị, không có ghép bo ghép gì hết. Bộ đế nó rất là ok của anh chị. Rồi em chờ của anh chị thôi. Rồi cái này là nhắc lại 19. Mã số 19. Rồi. Mã số 19 nha mấy anh. Xù đế nghe của anh chị. Cái này là em đo là em phải đo ngay cái cục xù này nghe của anh chị. Chút rồi em đo cái ở trên cho của anh chị sao. 38 của anh chị ơi. Rồi lên trên. 25 nha của anh chị. Rồi 25 luôn. Và chiều cao. Chiều cao 140 đi cô bác anh chị ơi. Rồi 140 rồi. Rồi dòng đế này 100 chẳng đi cô bác anh chị. Rồi 100 chẳng. Chậu số mấy tấc này? Rồi cái này mình cũng vô chậu 6 luôn nha cô bác anh chị. Rồi chậu số 6 nha mấy anh. Rồi xây luôn. Giá của em 19 này nhiêu đây? Dạ cái giá của em 19 dảo gai gin này là em báo giá với cô bác anh chị là 4.500.000 nha cô bác anh chị. Rồi 4.500.000 mấy anh ơi. 4.500.000. Rồi, cho xuống đi anh ơi. Rồi xuống phụ đổi cho mấy anh ơi. Rồi tổng cộng đã là 19 thôi, như vậy là Kiệt cho bà con mình cái lời chào cái kia coi. Rồi trước tiên em cũng chào cô bác anh chị toàn thể trên cả nước nha. Rồi. Dạ em cũng cảm ơn thời gian qua cô bác anh chị đã tin tưởng và ủng hộ em. Rồi. Và em cũng tiếp tục cống hiến cho cô bác anh chị những số phôi mai rẻ đẹp và độc lạ cho cô bác anh chị.
Rồi. Và lời nói cuối cùng em cũng chúc cô bác anh chị một ngày làm việc nhiều sức khỏe và thành công mới nha cô bác anh chị. Rồi. Rồi. Em cảm ơn. Rồi, thay mặt bà con cảm ơn Kiệt nhiều. Mong rằng sẽ có sự ủng hộ. Chúc sức khỏe mấy anh luôn. Hẹn mấy anh những video tiếp theo. Mến chào, tạm biệt.